Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động tại thủ đô Tokyo trong thời gian tham dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Vào hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đến Thượng viện cũng như nhân dân Nhật Bản về sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước đang có những bước phát triển vượt bậc những năm gần đây. Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và qua Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn đến lãnh đạo Việt Nam đã cử đoàn cấp cao do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đến dự quốc tang, thể hiện tình cảm và sự trân trọng của Việt Nam dành cho cố Thủ tướng Abe Shinzo. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước, trong đó có hợp tác nghị viện, như mong muốn của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Bày tỏ tán thành với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản về các đề xuất thúc đẩy hợp tác hai bên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, giao lưu, hợp tác giữa quốc hội hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Ngoài ra, hai bên cần tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa, bày tỏ tán thành với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về các nội dung cần tăng cường hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa chia sẻ tình cảm tốt đẹp của ông dành cho đất nước và con người Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và nguồn nhân lực. Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa cho biết, Thượng viện Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, ODA, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường nông sản và lao động Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Để góp phần thúc đẩy và nâng tầm quan hệ hai nước, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam, cùng lãnh đạo Việt Nam trao đổi các vấn đề hợp tác song phương nhiều mặt, trong đó có hợp tác nghị viện. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, ủng hộ vai trò và lập trường của ASEAN, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.